trước đó em luôn nghĩ là thương mại điện tử nó sẽ là một cái chiều hướng, là một cái lợi ích đem lại cho chúng ta một cái mà sự tiện lợi hơn, sự thuận tiện hơn, nhưng em không nghĩ nó là tác động xấu đến môi trường như vậy. Khi mình đặt thì nó sẽ có rất nhiều, một món ăn đi sẽ có túi nhựa, bao nhựa, và ngay cả những bình nước chấm nó cũng làm từ nhựa, hay là mình đặt một món hàng cho người ta sẽ đóng hộp cho mình là hộp cái tông, băng keo, giấy chống sốc, cái thứ đồ thì nó, những cái đó thì nó vô tình tuy là rất ít nhưng mà nhiều người đặt thì nó sẽ tác động rất nhiều đến môi trường. Tính riêng năm 2023, thương mại điện tử ở Việt Nam sử dụng tới 332.000 tấn bao bì, nhưng gần một nửa trong số đó là bao bì nhựa. Với tốc độ phát triển như hiện nay, ước tính đến năm 2030, lượng rác thải nhựa từ thương mại điện tử lên đến 800.000 tấn. Đó là những con số đáng báo động đã được đề cập đến trong Hội thảo Khoa học Quốc gia Tác động của thương mại điện tử đối với môi trường do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Khoa học Sự sống và Môi trường phối hợp tổ chức vào sáng 12 tháng 9. Bên cạnh nội dung liên quan đến cơ hội, thách thức, cách khai thác tiềm năng từ thương mại điện tử, hội thảo cũng chỉ ra những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Trong đó, thay đổi nhận thức của người tiêu dùng là điều quan trọng, đặc biệt là đối tượng Gen Z, nhóm khách hàng lớn nhất của các sàn thương mại điện tử hiện nay. Là bao bì xanh nó giống như một yếu tố từ bên ngoài tác động vô cái nội tại là sự hài lòng và lòng trung thành. Và từ đó nó sinh ra một cái yếu tố hành vi, đó là ý định mua hàng trực tuyến. Nhưng mà trong cái nghiên cứu của mình á, thì cái việc mà người ta sử dụng bao bì xanh các bạn là trong cái việc mua sản phẩm nữa, thì cái việc mà cái yếu tố kích thích này nó lại không tạo nên sự hài lòng, không lại tạo nên người sự hài lòng của cái đối tượng mà Gen Z mà nhỏ mình nghiên cứu. Nên vấn đề ở đây mình đã quay lại là câu chuyện chúng ta phải nâng cao nhận thức với trẻ về cái việc gọi là ý thức bảo vệ môi trường. Hội thảo không chỉ là diễn đàn giao lưu, chia sẻ giữa các chuyên gia kinh tế hàng đầu về thương mại điện tử, các nhà quản lý môi trường, bảo tồn thiên nhiên, mà còn là nơi tiếp thu kiến thức, nâng cao nhận thức cho sinh viên. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng rất là quan tâm tới 17 mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đó thì những cái vấn đề về năng lượng, vấn đề về nước sạch hay là bảo tồn tài nguyên là luôn luôn được nhà trường quan tâm để đóng góp vào trong cái cộng đồng và vào xã hội. Và chính vì như vậy thì những chương trình này, những hoạt động này được nhà trường tuyên truyền, truyền thông để cho người học cũng như là cán bộ công nhân viên trường và cũng như các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tìm hiểu rõ để mình có thể lan tỏa hơn và mình có những cái hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.